Xin chào hai người đẹp chân dài. Đấy, hai người đẹp của năm 2022. 15 trăng rằm 15 tháng 2 2022 này. Đấy. Bà con nông dân biết đến con đà điểu này nó như con ngỗng thôi, ăn rau muống, ăn cám. Và hiện giờ con giống thì được khoảng 1 ký, 1 tuần tuổi. Giá một củ 7. Một củ 7. Đấy. Một em là sở hữu. Để sở hữu một em là một củ 7. Giá năm nay xin trợ giá Covid anh em nhé. Dòng này khi chúng ta nuôi con bây giờ là 1 cân, nhưng mà sau khoảng 8 đến 10 tháng là được 1 tạ đến 1 tạ 2. Đấy. Đây là con giống của trung tâm gia cầm Thị Phương tại Ba Vì, được gửi đi toàn quốc nhé anh em nhé. Đấy. Những các bác nào mà hôm nay là thứ 3. Đấy. Đây là thứ 3. Thì chạy mất. Chạy luôn. Dòng này khi mà chúng ta càng đuổi nó lại càng nằm xuống lú, nó ẩn nấp kẻ thù như là con nhím ấy. Đứng dậy nó lại chạy. Chúng ta bắt chúng ta cứ túm cổ nó bình thường thôi. Túm cổ bình thường. Để 1 ký một con. Bây giờ về thì các bạn phải thắp bóng điện để úm. Úm trong vòng khoảng 10 đến 15 ngày là thả ra chạy ra cát rồi. Úm bóng thì dùng cái bóng hồng ngoại. Đấy. Và úm thì các bạn để nhiệt độ xung quanh nó từ 27 đến 32 độ nhé. Và ăn cái cám mảnh, cám gà mảnh giai đoạn 1, gà của cám úm gà con. Đấy. Đây thì em gửi. Đây là những cái đơn. Gửi những cái đơn đi. Đơn. Đây là những cái đơn em gửi đi các tỉnh ở trên toàn quốc. Đây là con đà điểu nhá, con giống 1 cân, 1 củ 7 một con. Bà con nông dân sở hữu một con là 1 củ 7, 1,7T. Và mình là con giống đà điểu Thị Phương. Đây, cơ quan mình đây. Đấy. Đang đứng đợi xe để gửi cho các bác. Dòng này được 1 tuần tuổi, 1 ký một con. Đấy. 1 ký một con. Nuôi sau 8 đến 10 tháng thì nó được 1 tạ đến 1 tạ 2. Nó về phải úm nhá. Úm bóng điện sưởi từ 27 đến 32 độ. Rau muống thái nhỏ, rau hoa trắng thái nhỏ. Cộng với cám úm gà. Cám úm gà con. Chạy đi. Để phân biệt giữa cái con này với con gà Tây thì các bạn thấy là cái mỏ của nó là màu mỏ nó giống mỏ con ngan ngỗng. Đặc biệt là cái chân của nó này. Đây cái chân của nó nhá. Chân của nó là có hai ngón thôi. Đấy, chân của nó chỉ có hai ngón thôi. Chạy rất nhanh. Chân của nó chỉ có hai ngón thôi các bác nhé.
chân của nó hai ngón thôi, mà dòng này thì 1.7 để sở hữu một em giống này. Bên chị Phương bọn em thì ship toàn quốc luôn. Hôm nay cũng là 15 tháng 2. Sau ngày Valentine thì những cái đơn này thì em gửi thường xuyên trong ngày. Đấy. Giờ này là đang đứng để đợi xe. Đà điểu gốc châu Phi, đà điểu giống. Đà điểu giống, mỏ giống, mỏ ngan vịt, chân thì chỉ có hai ngón, trong đó ngón ở giữa thì có móng. Rất đáng yêu. Khi chúng ta bắt nó là chỉ cần túm cổ nhấc lên thôi. Trong này nó được 1 ký một con, nuôi 8 đến 10 tháng thì được 1 tạ đến 1 tạ 2, nuôi như con ngỗng thôi. Đấy, phân phối nhiều năm nay rồi thì những cái dòng này là nó ăn đơn giản, ăn tạp, rau cám ngũ cốc, ngô nghiền cám nghiền hoàn. Rất là tự nhiên. Khi nó sợ hãi tự nó ngồi thụt xuống để nó trú ẩn. Đấy, đấy, đấy. Chạy rất nhanh.